Vị trí số 20, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng bạn có thể giảm được 1 kg một năm chỉ bằng cách thay pin cho thiết bị này, điều khiển từ xa. Công ty sản xuất TV Zenith là công ty đầu tiên làm ra chiếc điều khiển từ xa, và ý tưởng của họ đã có một tác động vô cùng sâu sắc vì chính họ cũng đã đặt tên nó là những kẻ lười biếng. Các loại điều khiển từ xa hiện đại sử dụng công nghệ tia hồng ngoại, những chiếc điều khiển từ xa đời đầu không có pin và tác động đến TV bằng cách sử dụng một thanh nhôm trong chiếc điều khiển, phát ra một âm thanh tần số cao để chuyển kênh. Tất nhiên là các bạn sẽ không thể lướt qua các kênh, nhưng lại chẳng bao giờ cần phải thay pin. Khi thiết bị ở vị trí số 19 này xuất hiện vào năm 1900, giá của nó rất rẻ. Chiếc Kodak Brown. Chiếc camera này đã đơn giản hóa nghệ thuật nhiếp ảnh và đã bán được hơn 250.000 chiếc trong năm đầu tiên. Vị trí số 18 là một thiết bị tiết kiệm sức lao động vô cùng quen thuộc, chiếc máy hút bụi. Nó nổi tiếng không chỉ vì hàng triệu người sử dụng nó trên khắp thế giới, mà còn vì có tới 9 người tự nhận là người đã phát minh ra nó. Thật khó tin là những chiếc máy hút bụi đầu tiên chạy bằng xăng và có ngựa kéo. Và họ đã phải mang cả ngựa vào nhà khi muốn sử dụng chiếc máy này. Con người không còn phải vất vả hỏi đường nữa với thiết bị ở vị trí số 17 này, thiết bị định vị. Được giới thiệu đến người tiêu dùng vào cuối thế kỷ 19, thiết bị này giúp chúng ta biết rõ mình đang đi đâu và đôi khi còn là cứu mạng chúng ta nữa. Hãy nghĩ mà xem, ta có thể vừa lái xe vừa tìm đường, tiết kiệm được nhiên liệu, tránh được những nơi tắc đường. Điều đó thật tuyệt vời. Thiết bị thu tín hiệu định vị ít nhất 4 trong số hơn 27 vệ tinh quay quanh trái đất và tính toán khoảng cách tới mỗi vệ tinh đó qua một công thức có tên là thuật toán tam giác. Thiết bị định vị xác định vị trí hiện tại của chúng ta trên trái đất. Nó có thể hoạt động tốt trong mọi điều kiện thời tiết, tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, 24 giờ một ngày, nhưng nó có thể thay đổi lịch sử được không? Thiết bị định vị là một ví dụ điển hình cho những thiết bị ban đầu nhằm phục vụ mục đích quân sự, sau đó đã dần tới tay người tiêu dùng. Thiết bị định vị đóng vai trò quyết định trong cuộc giải cứu đại úy Scott O'Grady trong một chiếc máy bay bị bắn rơi tại Bosnia vào năm 1995. Anh ta phải xác định được vị trí trong lúc liên tục chạy trốn sự truy đuổi của quân địch. Thiết bị định vị giúp anh ta tìm ra vị trí chính xác và đến được đó chuẩn giờ. Sau 6 ngày triển khai chiến dịch, đội làm nhiệm vụ đã giải cứu được đối tượng ngay sau phòng tuyến địch và đưa anh ấy trở về an toàn. Không phải mọi thiết bị chúng ta nói tới ở đây đều nhằm mục đích cứu người. Tiếp theo chúng ta sẽ được biết một thiết bị gia đình có mặt trong hàng triệu phòng ngủ, một công cụ vô cùng phổ biến. Chú ý, đây là chương trình giới thiệu 101 thiết bị hay vật dụng đã góp phần thay đổi thế giới. Chúng ta đang điểm mặt top 20. Vị trí số 16, những chiếc radio đời đầu đều rất to và cồng kềnh. Khi thiết bị bán dẫn xuất hiện vào năm 1947, chúng ta đã có thể tạo ra một món đồ mới lạ rất thú vị, máy thu bán dẫn. Nó cho phép chúng ta mang theo âm nhạc tới mọi nơi và tạo ra sự bùng nổ của kỷ nguyên rock. Hoàn toàn không phải chỉ là sự trùng hợp khi máy thu bán dẫn ra đời ngay khi nhạc rock thống trị khắp nơi. Những chiếc radio này sử dụng các ống chân không khuếch đại cường độ dòng điện. Dụng cụ bán dẫn bằng silicon nhỏ hơn 50 lần, chịu lực tốt hơn và có độ bền cao hơn ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của các thế hệ thanh thiếu niên từ những năm 30 đến những năm 1950. Nghe đài đã trở thành một cực hình. Bạn buộc phải nghe những gì bố mẹ mình muốn nghe và đa số các bậc phụ huynh lại chẳng thích nhạc rock. Họ nghĩ đó là thứ có hại sẽ ăn mòn tâm trí con trẻ. Với McQueen, tất cả đã thay đổi khi ông nhận được một chiếc máy thu radio trong ngày sinh nhật lần thứ 13 của mình. Một chiếc TR-1G. Sau khi nhận được món quà sinh nhật đó một thời gian ngắn thì tôi được nghe Elvis hát. Điều đó đã khiến cuộc đời tôi rẽ sang một hướng khác. Món quà sinh nhật tuổi 14 của ông là một chiếc đàn guitar. Và một thập kỷ sau đó, ông cùng với ban nhạc The Birds đã thay đổi âm nhạc cổ điển của Bob Dylan trong bài Mr. Tambourine Man thành nhạc rock. Thật khó có thể nói được liệu cuộc đời tôi có như bây giờ không nếu không nhờ có chiếc radio bán dẫn. Tôi rất thích nó. Đó là thứ tôi yêu thích nhất. Nó đã đưa tôi tới với nhạc rock. Number
Vị trí số 15 có thể không phải là đồ vật trông đẹp nhất, nhưng nó đã tạo ra một cuộc cách mạng cho cuộc sống hiện đại. Chiếc modem, phiên bản đầu tiên chỉ có tốc độ rùa bò là 110 bit trên giây. Nhưng ngày nay, tốc độ băng thông trung bình của Mỹ là 3,9 megabit trên giây, nhanh hơn gấp 35.000 lần. Vị trí số 14, 3 thế kỷ trước, nó đã trở thành một hiện tượng của ngành báo in. Chiếc máy chữ. Vào năm 1967, mẫu máy đầu tiên ra mắt và rất thành công về mặt doanh thu, và nó có phần bảng chữ tương tự như bàn phím máy tính ngày nay của chúng ta. Vị trí số 13 mang lại cho cả thế giới ánh sáng và sự ấm áp. Hộp diêm an toàn. Chiếc hộp diêm an toàn hiện đại ra đời năm 1910, còn trước đó trên đầu diêm có chất phốt pho có thể làm chết người. Vị trí số 12, hiện nay trên thế giới vẫn có 800 triệu chiếc như thế này đang được sử dụng. Xe đạp, chúng đã vượt qua cả một chặng đường rất dài từ những ngày đầu mới ra mắt vào những năm 1870, chiếc Penny Farthing, một cải tiến mang tính đột phá. Cả hai bánh đều nhau và lực tập trung vào bánh sau, thông qua một sợi xích, và như vậy việc đạp và lái xe trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chính điều này đã giúp xe đạp trở thành phương tiện giao thông được ưa chuộng nhất. Không phải tốn nhiên liệu, rẻ tiền, có thể di chuyển độc lập, quá nhiều tính năng tuyệt vời còn gì. Những chiếc xe đạp hiện đại an toàn hơn nhiều so với tổ tiên của chúng, nhưng điều đó chỉ khiến cho những tay đua xe đạp thích thú những pha mạo hiểm ngoạn mục hơn. Tôi nghĩ xe đạp rất tuyệt vời vì bạn biết đấy, nó là một cỗ máy đơn giản, chỉ là bánh xe, xích, bàn đạp, tay lái, khung xe. Tôi nghĩ xe đạp hoàn toàn xứng đáng có tên trong danh sách này. Vậy nếu thử đi trước Penny Farthing một chút thì sao? Được rồi, chúng ta phải đi cơ. Ôi Chúa ơi! Ôi, suýt chút nữa là ngã rồi, sợ quá. Thật thú vị. Chắc chắn là tôi thích chiếc xe đạp của tôi hơn rồi. Không giống như chiếc xe đạp, đa số những đồ vật có trong danh sách này của chúng ta sẽ trở nên vô dụng nếu không có thứ ở vị trí số 11 này. Pinco. Vào năm 1896, công ty Carbon ở Cleveland đã giới thiệu ra thị trường loại Pinco sản xuất hàng loạt đầu tiên có tên là Columbia. Chính nó đã giúp cho hàng loạt các thiết bị cầm tay dùng pin phát triển. Hiện nay, mỗi năm trung bình nước Mỹ sử dụng khoảng 3 tỷ viên pin cho các thiết bị của mình. Chúng ta lại tiến tới một mốc quan trọng hơn, top 10 sáng chế đã góp phần thay đổi thế giới. Đây là danh sách được lựa chọn bởi những chuyên gia hàng đầu, bao gồm cả nhóm chuyên viên tài năng của tạp chí Cơ khí Thưởng thức. Những đồ vật này có tác động quá lớn tới cuộc sống của chúng ta, đến mức chúng ta thật khó tưởng tượng ra mình sẽ thế nào nếu thiếu chúng. Chúng ta đã được biết chiếc iPod tạo ra cuộc cách mạng trong âm nhạc như thế nào, một khẩu súng nhỏ bé thay đổi lịch sử tổng thống của Mỹ ra sao, và vai trò của chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ bé trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa phát xít. Giờ đây sẽ là những cái tên đặc biệt nhất trong danh sách này, 10 sáng chế nổi tiếng nhất. Ngay tại vị trí số 10 là một đồ vật được chế tạo đầu tiên tại Anh vào đầu những năm 1800. Bóng đèn. Phiên bản gốc ban đầu chỉ tồn tại được trong vài phút. Để có được một chiếc bóng đèn bền hơn, chúng ta phải đợi đến năm 1979. Và Thomas Edison là người đã có ý tưởng thông minh khiến cả thế giới phải thán phục. Để có được thành công trước vô số thất bại của nhiều người khác, Edison đã kết hợp một chiếc bóng chân không đã cải tiến với dòng điện có cường độ nhỏ hơn để dây tóc bóng đèn không bị cháy. Và kết quả là một trong những thành tựu to lớn nhất kể từ khi con người biết cách sử dụng lửa. Bóng đèn chính là một phát minh đặc biệt. Nó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của con người, đúng là như thế. Bỗng nhiên xã hội loài người không còn đơn thuần phụ thuộc vào mặt trời mọc hay mặt trời lặn nữa. Vào đầu những năm 1900, các nhà máy đã tăng thêm ca đêm, và chỉ một thập kỷ sau đó, giá trị hàng hóa đã tăng lên gần gấp 3. Nói một cách đơn giản là bóng điện đã thay đổi cả bộ mặt thế giới khi nhìn gần và ngay cả khi nhìn từ bên ngoài không gian. Chắc chắn là để đứng trước một phát minh của Thomas Edison vĩ đại hẳn phải là một đồ vật vô cùng đặc biệt.
Trước khi đồ vật ở vị trí thứ 9 này được hoàn thiện, thì đánh thức bạn mỗi sớm mai thức dậy chính là tiếng gà gáy của một con gà trống. Chúng ta đang nói đến chiếc đồng hồ báo thức. Dù có thích hợp hay không thì đây cũng là đồ vật giúp cả thế giới duy trì giờ giấc. Nước Mỹ trở thành một cường quốc công nghiệp và vì thế mà chúng ta luôn cần các công nhân đi làm đúng giờ. Và chiếc đồng hồ báo thức đã xuất hiện đúng lúc để đồng hành cùng sự phát triển công nghiệp của nước Mỹ. Nhưng giống như bất kỳ một sản phẩm công nghệ nào, nó cũng có nhược điểm. Thật không may là nó lại bị lợi dụng và biến thành một công cụ của sự hủy diệt. Hàn đã từng nhiều lần phải xử lý bom hẹn giờ trong suốt 26 năm công tác của mình. Đa số các trường hợp chỉ dùng một chiếc đồng hồ đơn giản để kích nổ. Đây chính là đồ vật đã bị biến thành công cụ tử thần. Một trong những ví dụ điển hình là vụ đánh bom công viên Olympic năm 1996. Đó thực sự là cơn ác mộng đối với mọi chuyên gia gỡ bom. Đó là một loại bom tự chế có cả đinh bên trong, dùng một loại băng dính chuyên dụng và cầu chì phát nổ là một chiếc đồng hồ báo thức. FBI đã xác định được thủ phạm của vụ đánh bom là Eric Rudolph bằng cách so sánh các đặc điểm của vụ này với vụ đánh bom trước đó của hắn. Cả hai vụ đều được kích nổ bởi một chiếc đồng hồ báo thức đơn giản. Rất nhiều các đồ vật chúng ta nêu tên trong danh sách đã được cải tiến từ những phiên bản cũ trước đó. Nhưng một đồ vật tuyệt vời thực sự sẽ chứng minh được sức sống vượt thời gian của mình. Ở vị trí số 8, nhân vật chính trong ngành công nghiệp trị giá hơn 130 tỷ đô mỗi năm, chiếc máy quay đĩa. Một số phiên bản cũ của chiếc máy quay đĩa là chiếc máy ghi âm của Edison. Người ta còn không biết phải dùng nó làm gì, chủ yếu vẫn là dùng để ghi âm giọng nói. Nhưng sau đó không lâu, chiếc máy ghi âm đã có một sự cải tiến quan trọng. Vào năm 1901, công ty Victor đã giới thiệu loại máy chạy đĩa hát tròn. Chiếc kim được gắn với một lớp màng chắn trên loa âm thanh. Khi chiếc đĩa chuyển động, chiếc kim cũng rung động trước sau. Những rung động này được lớp màng khuếch đại lên và phát ra loa. Khi chiếc máy hát được cải tiến, nó trở thành thiết bị không thể thiếu khi thưởng thức âm nhạc. Dù máy chạy đĩa hát đã bị bỏ rơi do sự xuất hiện của những chiếc cassette vào năm 1983, nhưng nó đã có sự trở lại ngoạn mục. Lượng tiêu thụ đạt 1,8 triệu cái trong năm 2010, con số cao nhất trong vòng 20 năm. Ở vị trí số 7, ra đời năm 1985, giờ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy đồ vật này trong những bộ phim cũ. Điện thoại quay số. Tính năng đột phá của chiếc điện thoại này là số trên điện thoại được kết nối tự động. Bạn chỉ cần quay số là có thể gọi ngay về nhà. Chào bà. Khi bạn quay số điện thoại, giả sử là số 5, chiếc điện thoại quay số tạo ra 5 rung điện được đặt bên dưới chỗ quay số. Những rung điện này sau đó được truyền đến công ty điện thoại để xử lý. Vào ngày 28 tháng 7 năm 1969, Tổng thống Nixon đã thực hiện một trong những cuộc gọi nổi tiếng nhất trên thế giới. Tổng thống Nixon đã gọi điện thoại lên mặt trăng. Đó đúng là một điểm cộng tuyệt vời cho thiết bị này. Chào Nixon, Buzz, tôi đang gọi cho các bạn bằng điện thoại từ Nhà Trắng. Và Buzz Aldrin đã trở thành người thứ hai đặt chân lên mặt trăng. Người lãnh đạo đất nước gọi điện cho bạn từ văn phòng của mình. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ đối với cả nước, đối với cả thế giới. Thiết bị ở vị trí số 6 có được chỗ đứng của mình trong top 10 này chính nhờ công lao của nó trong việc giúp con người chống lại môi trường khắc nghiệt theo một cách vô cùng sành điệu. Chiếc máy điều hòa nhiệt độ xách tay. Phiên bản gốc của nó chỉ đơn giản là chiếc quạt thổi vào một chậu đá. Chiếc điều hòa nhiệt độ xách tay to bằng khung cửa sổ lần đầu ra mắt năm 1931 và đã trở nên phổ biến vào những năm 40 và 50. Đến năm 1953, mỗi năm có hơn 1 triệu chiếc được bán ra. Chiếc điều hòa nhiệt độ vừa sinh này khiến chúng ta nghĩ ngay tới sự tiện nghi và thoải mái. Nhưng sự thoải mái đó đi kèm với một cái giá nhất định. Điều hòa nhiệt độ là những con quái vật ngốn điện năng trong các hộ gia đình. Nhưng sự ra đời của điều hòa nhiệt độ đã làm giảm đi sức nóng của mặt trời lên con người. Và từ năm 1940, 8 trong 10 bang phát triển nhanh nhất đều nằm trong khu vực có khí hậu nóng nhất ở Đông Nam hoặc Tây Nam nước Mỹ.
Tiếp theo trong chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau hé lộ tên của những sáng chế đã thay đổi cuộc sống của con người nhiều nhất. Chúng ta sẽ được biết sáng chế nào được mệnh danh là sáng chế tuyệt diệu nhất của mọi thời đại, ngự trị ở vị trí số 1. Đây là chương trình 101 sáng chế đã góp phần thay đổi thế giới do chính các ông trùm công nghệ và các chuyên gia hàng đầu trên khắp cả nước lựa chọn cùng với nhóm chuyên viên đến từ tờ tạp chí Cơ khí Thưởng thức. Chúng ta sẽ đến với danh sách top 5 sáng chế công nghệ của mọi thời đại ngay bây giờ. Xin mời quý vị và các bạn hãy chuẩn bị tinh thần chào đón những phát minh vĩ đại của loài người. Vị trí số 5, thật khó để kể tên một thiết bị nào có thể tạo ra nhiều thay đổi to lớn trong cuộc sống của con người như một chiếc máy vi tính. Những phiên bản máy tính đời đầu chỉ có RAM 64K, nhưng ngày nay nó đã được nâng cấp mạnh hơn gấp 2.000 lần. Nhưng chúng đã thay đổi lịch sử ra sao? Máy tính đã tạo ra sự thay đổi to lớn vì nó cho mỗi cá nhân cơ hội ngang bằng trong quá trình tiếp cận với sức mạnh trí tuệ nhân tạo, những sáng tạo của nhân loại. Sự ra đời của bộ vi xử lý của máy tính, một con chip nhỏ với các bảng mạch dung lượng bộ nhớ lớn. Chúng ta hãy cùng điểm qua sự bùng nổ của máy tính cuối những năm 1970. Ban đầu giống như là những chiếc máy tính đơn giản, nhưng đâu chỉ như vậy, bạn có thể lập trình máy tính. Chính hệ điều hành tiện dụng đã giúp máy tính có thêm nhiều tín đồ. Nhưng mạng Internet mới là yếu tố thay đổi cuộc sống của chúng ta, bởi nhờ nó mà chúng ta có thể tiếp cận với một kho dữ liệu, thông tin khổng lồ trên khắp thế giới. Các bạn biết đấy, nếu muốn ngắm Vạn Lý Trường Thành, bạn phải đến Trung Quốc. Muốn biết giá cổ phiếu thì bạn phải gọi tới giao dịch viên. Nhưng nay bạn chỉ cần gõ từ khóa cần tìm kiếm, và kết quả trả lại cho bạn sẽ là các bức ảnh, các đoạn phim, và toàn bộ thông tin về đối tượng tìm kiếm. Nếu muốn tìm bất cứ thứ gì một cách nhanh chóng nhất, hãy nghĩ ngay đến máy tính. Khả năng tiếp cận thông tin nhanh chóng đã giúp cho người Mỹ thay đổi quan niệm và cách xử lý đối với tài chính. Mọi giao dịch tài chính giờ đây đã được kiểm soát thường xuyên hàng ngày. Trong kỷ nguyên hậu máy tính, đến 50% các hộ gia đình tại Mỹ có tham gia chơi cổ phiếu và chứng khoán. Máy tính đã giúp chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận thị trường chứng khoán từ xa, ở nhà, và đồng thời cũng có thể đưa ra những quyết định mà thông thường là cần phải có mặt trực tiếp tại sàn giao dịch. Cashin là thành viên của SISC đã hơn 40 năm. Giờ đây, những người dân ở Ohio muốn chơi chứng khoán cũng chẳng cần phải có mặt tại phố Wall. Họ hoàn toàn có thể thực hiện những thao tác này qua mạng. Vị trí số 4, đồ vật này có thể không gây ấn tượng về mặt công nghệ với chúng ta như máy tính, nhưng tác động của nó thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Chiếc kim tiêm. Ít nhất 10% trong số chúng ta thừa nhận là thấy sợ nó, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng mỗi ngày nó đã góp phần cứu sống vô số người. Chiếc kim tiêm này cũng khiến chúng ta thấy hơi đau đấy. Trước khi có kim tiêm, ngành y tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn. Trong chiến tranh, rất nhiều người phải bỏ mạng, và để làm ra được những mũi kim rỗng bằng kim loại cứng tinh tế như thế đòi hỏi kỹ thuật cao. Cố lên, tốt lắm. Tốt lắm. Với nhà cựu vô địch thế giới quyền Anh hạng nặng Buster Douglas, chiếc kim tiêm là vị cứu tinh của ông. Một năm sau khi đánh bại Mike Tyson trong trận đấu đáng thất vọng nhất trong lịch sử của làng quyền Anh, Douglas suýt chết vì hôn mê do bệnh tiểu đường. Tôi sống hết sức khổ sở, gần như chẳng thể làm được gì, và lần đó giống như một sự thức tỉnh. Bác sĩ của ông đã kê thuốc insulin và mỗi ngày ông phải tiêm 2 lần. Mũi kim này, nó là vật đã cứu mạng tôi. Nó là một đồ vật vô cùng hữu ích. Thiết bị ở vị trí số 3 này có gì đặc biệt? Các bạn không thể theo dõi được chương trình này nếu như không có thiết bị ở vị trí số 3. Ngay từ giây phút đầu tiên nó bước vào phòng khách nhà bạn sau Thế chiến thứ 2, nó gần như đã ở lại vĩnh viễn. TV, nó giúp chúng ta giải trí, tìm hiểu thông tin và còn thay đổi cả lịch sử. TV thực sự là một phát minh tuyệt vời. Nó mang đến cho chúng ta âm thanh, hình ảnh, các chương trình giải trí và tin tức, tất cả mọi thứ đó vào trong ngôi nhà của chúng ta. Một công nghệ cho phép chúng ta tiếp cận hàng triệu người cùng một lúc, mọi người cùng quây quần và ngồi xem một thời gian khá lâu, khoảng thời gian vàng trong buổi tối. TV đúng là một phát minh tuyệt vời. TV giúp chúng ta biết được rất nhiều những thông tin mới ở mọi nơi trên thế giới. Vị trí số 2, tất cả các chuyên gia của chúng ta đều cho rằng TV cũng không phủ sóng rộng như thiết bị này. Radio. Đây là thiết bị phát thanh đại chúng đầu tiên tiếp cận được tới hàng triệu người. Chiếc radio ngày nay vẫn tiếp tục được yêu mến và hoàn toàn không hề lỗi thời. Radio là một thiết bị đầy bất ngờ, rất tuyệt vời.
Lần đầu tiên bạn lại có thể biết được thông tin ở rất nhiều nơi, thậm chí từ rất xa. Lần đầu tiên bạn cảm thấy trái đất thực sự là một hình cầu. Radio chuyển đi những giá trị văn hóa liên tục, chẳng bao giờ bị gián đoạn, lãng quên. Nó đã góp phần thay đổi cuộc sống của các gia đình Mỹ một cách mạnh mẽ và căn bản. Vượt qua cả Internet và TV, radio vẫn khẳng định sức sống lâu bền của mình. Hơn 236 triệu người vẫn nghe đài mỗi tuần. Lý do mà radio vẫn được yêu thích là vì ô tô tích hợp sẵn hệ thống này. Và nếu các bạn nhìn vào số lượng thính giả nghe đài thì sẽ thấy là cũng khá đông đấy, thậm chí còn đông hơn số khán giả xem TV. Dù bạn có thích hay không thì thực tế đã chứng minh là không một mạng lưới nào có số lượng người hâm mộ đông đảo đến vậy. Rất nhiều chương trình đỉnh có lượng thính giả theo dõi là 25 triệu người mỗi tuần, và cũng giống như Tổng thống Roosevelt từng làm, họ cũng đang tác động đến thính giả theo một cách rất đơn giản mà hiệu quả. Chúng tôi đang giới thiệu tới các bạn 101 sáng chế đã góp phần thay đổi thế giới. Vậy vị trí quán quân là cái gì? Nó là tổng hợp của ít nhất 15 món đồ có trong danh sách của chúng ta, bao gồm có đèn flash, đồng hồ đếm giờ, máy nghe nhạc MP3, đồng hồ đeo tay, máy quay camera, máy trả lời tự động, thiết bị định vị và TV. Chỉ tính riêng trong năm 2011, lượng tiêu thụ của vị trí số 1 là 95 triệu chiếc tại Mỹ và hàng tỷ chiếc trên toàn thế giới. Đúng thế đấy, thiết bị được lựa chọn vào vị trí số 1 trong danh sách những sáng chế góp phần thay đổi thế giới chính là chiếc điện thoại thông minh. Tính năng nổi trội của điện thoại thông minh chính là sự tích hợp giữa điện thoại, các tiện ích sắp xếp cá nhân và máy tính vào trong một thiết bị cầm tay nhỏ bé. Chỉ trong một chiếc điện thoại nhỏ xíu mà bạn chứa đựng được cả những tiện ích, có thể xử lý các công việc văn phòng, các công nghệ để giải trí, vô số thông tin, các loại bản đồ. Chiếc điện thoại thông minh thậm chí còn tạo ra cuộc cách mạng cho các kho ứng dụng dành riêng cho điện thoại. Chiếc điện thoại thông minh có tác động mạnh đến cả thế giới hơn bất kỳ một loại thiết bị nào khác. Ra mắt lần đầu vào tháng 7 năm 2008, nhưng doanh thu từ các ứng dụng trên điện thoại sẽ đạt mốc 25 tỷ đô vào năm 2015. Tại Mỹ, con số đó tương đương với doanh thu phòng vé tại Hollywood và các trò chơi điện tử cộng lại. Chiếc điện thoại di động đúng là thiết bị đỉnh nhất. Khi đã quen có nó rồi thì việc bỏ nó đi thực sự là khó tưởng tượng nổi. Mỗi một đồ vật có tên trong danh sách của chúng tôi đều có những tác động to lớn với thế giới. Chúng đã góp phần tạo nên cuộc sống hiện đại của chúng ta. Có những thứ ban đầu chỉ là đồ chơi, nhưng chúng đã thực sự thay đổi cuộc sống của chúng ta. Nếu bỏ đi bóng đèn, kim tiêm, radio hay lò vi sóng khỏi thế giới này xem, chúng ta sẽ sống ra sao nhỉ? Chìm trong bóng tối, bệnh tật, sự im lặng, đói khổ ư? Phải lấy cái que và tạo ra lửa đúng không? Các món đồ này giúp chúng ta bước ra khỏi thời kỳ tăm tối. Và nếu muốn cuộc sống của tiện nghi, thoải mái hơn, chắc phải nhờ đến các thiết bị này rồi. Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống năng động luôn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hết mình để hoàn thành biết bao công việc trong một ngày. Nhưng đừng quá lo lắng vì chúng ta luôn có những công cụ để trợ giúp cho mình, giúp chúng ta tiết kiệm được đáng kể thời gian và công sức. Để cuộc sống được thoải mái và tiện nghi hơn, đừng ngần ngại chọn cho mình những thiết bị hữu ích trong danh sách của chúng tôi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.